Ở cái nhóm bất động sản đoạn này thì nó hơi chán các bạn nha. Đa phần nó được định giá cái giá trị thực của cổ phiếu nhóm bất động sản các bạn. Thì đa phần nó đang dưới cái giá trị giao dịch. Do vậy thì cái sức hấp dẫn ở trong cái đoạn này thì chúng ta thấy là gần như là nó không có đối với cái nhóm bất động sản. Hôm trước chúng ta cũng đã làm cái bài phân tích đối với mã cổ phiếu Phát Đạt BDR rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một mã cổ phiếu khác thuộc về nhóm bất động sản, đó là mã cổ phiếu Đất Xanh. Trước tiên là chúng ta trải qua các cái bước để chúng ta đánh giá về cái sức khỏe tài chính, đúng không? Các bạn sẽ cùng mình chúng ta mở cái file để chúng ta đánh giá sức khỏe tài chính Đất Xanh trước này. Trên màn hình các bạn thấy là con này đạt 5 trên 10, tức là 50-50. Với cái phương pháp đầu tư của mình thì mình ưu tiên chọn những cổ phiếu 6 điểm trở lên, có mức điểm chấm điểm này, 6 điểm trở lên thì nó đạt với cái phương pháp của mình. Còn nó dưới 6 điểm là chúng ta phải thật sự là thận trọng khi mà chúng ta đưa vào cái danh sách đầu tư. Hôm qua thì chúng ta có làm cái định giá của Phát Đạt thì Phát Đạt cũng 5 điểm này. Tuy nhiên bây giờ chúng ta sẽ xem cái mục tiêu thứ hai, đó là cái vấn đề về xu hướng vận động và cái giá giao dịch ở trong giai đoạn hiện tại. Đối với Đất Xanh các bạn thấy trên màn hình nó vẫn đang trong cái xu hướng giảm ngắn hạn các bạn nhé, đang giảm ngắn hạn này, nó vẫn đang hoạt động và vận động ở vùng 13, tức là dưới cái đám mây Kumo và vẫn đang có cái chiều hướng xuống. Nhìn về tổng quan và dài hạn hơn một tí thì nó đang sườn phải và chúng ta thấy là có khả năng sẽ tiếp tục lùi, có khả năng sẽ tiếp tục lùi về những cái vùng hỗ trợ mạnh ở phía bên dưới này. Vậy thì cuối cùng chúng ta thực hiện việc định giá mà cổ phiếu Đất Xanh này thì mình có vừa lấy cái báo cáo tài chính của Đất Xanh trong 10 năm và giá nó đang giao dịch là vùng 13. Ví dụ bây giờ chúng ta mua ở giá 13 đi thì trên màn hình các bạn thấy là cái định giá của cổ phiếu này dựa vào 7 phương pháp định giá, thì các bạn thấy là 7 phương pháp định giá này, VNB, DCF rồi chiết khấu dòng tiền, các cái kiểu phương pháp này, 7 phương pháp thì nó cứ loanh quanh ở quanh khu vực giá 13 này. Các bạn thấy ạ. Do vậy thì đây đang là giá trị thực của mã cổ phiếu Đất Xanh và cổ phiếu Đất Xanh vẫn đang giao dịch và cố gắng lùi về cái vùng giá trị thực này. Khi nó tìm về được cái vùng giá trị thực thì nó sẽ tạo nên cái vùng hỗ trợ cân bằng mạnh nhất trước khi mà nó đảo chiều quay trở lại. Như vậy đánh giá nếu các bạn mua ở vùng 13 thì sao? Với các bạn mua vùng 13, mục tiêu 13 như thế này thì rõ ràng nó không hấp dẫn và không đủ biên an toàn để các bạn đầu tư và nắm giữ lâu dài. Các bạn hãy cố gắng làm sao canh và đợi thêm những cái thời điểm mà giá nó lùi về xuống phía bên dưới. Nó càng lùi thì các bạn sẽ có cái chiết khấu nó càng tốt hơn. Ví dụ này, ví dụ các bạn mua được giá 12 thì cái chiết khấu của các bạn nó lên đâu đó tầm 10% các bạn nhé, tầm 9% này. Các bạn mua giá 11 thì cái chiết khấu các bạn nó mới lên được vùng 17. Vùng 17 này dần dần là chúng ta mới gom được để chúng ta đánh trung hạn này. Đó. Còn các bạn mua dưới cái vùng 11 này nữa đi. Ví dụ từ vùng 10 trở xuống thì cái chiết khấu nó lúc đó nó cực kỳ tốt rồi. Cực kỳ tốt rồi. Khi đó các bạn mua, các bạn gom xong đảm bảo các bạn nắm giữ dài hạn, đầu tư lâu dài vài năm thì nó sẽ an tâm hơn đối với cái trường hợp mã cổ phiếu Đất Xanh này. Đó. Đây là một trong những cái tính chất gọi là ăn điểm nhất. Khi mà các bạn biết giá trị thực rồi thì các bạn hãy cố lùi cái vùng mua xuống tới cái mức sâu nhất có thể để chúng ta an toàn và nắm giữ lâu dài các bạn nhé. Cảm ơn các bạn có thể nhắn thêm cho mình những cái mã cổ phiếu khác thì mình sẽ làm định giá cho các bạn để các bạn biết cái phương hướng mà đầu tư sao cho nó hợp lý.